Sau đây là phần công bố kết quả của chương trình kiến thức quanh ta kỳ 6 năm 2023 với chủ đề tìm hiểu về thân và lá của thực vật. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng xem đáp án của chương trình nhé. Câu 1. Thân cây có nhiệm vụ như thế nào? Đáp án C. Cả hai câu A và B đều đúng. Câu 2. Trong các loại cây sau đây, cây nào có thân hình vuông? Đáp án A. Cây bạc hà, tía tô. Câu 3. Để suy đoán tuổi của cây, người ta thường căn cứ vào đâu? Đáp án B. Số vòng trên thân cây. Câu 4. Dạng thân vuông góc với mặt đất, vuông thẳng lên cao được gọi là dạng cây gì? Đáp án B. Cây thân thẳng. Câu 5. Chương trình kiến thức quanh ta kỳ 6 tìm hiểu về chủ đề gì? Đáp án C. Thân và lá. Câu 6. Lá cây có hình dạng như thế nào? Đáp án C. Cả hai câu A và B đều đúng. Câu 7. Đa phần lá của các loài thực vật có màu gì? Đáp án A. Xanh lục. Câu 8. Hãy cho biết đặc điểm của lá đơn. Đáp án B. Trên một cuốn lá chỉ mọc ra một phiến lá. Câu 9. Trong những cây sau đây, cây nào được gọi là cây lá kép? Đáp án C. Cây lạc, cây khế. Câu 10. Tại sao lá cây có sự biến đổi về hình dạng và chức năng? Đáp án B. Để thích ứng với môi trường sống. Xin chúc mừng những tài khoản có tên sau đây đã nhận phần thưởng từ chương trình. 1. Bạn Phương Tăng. 2. Bạn Võ Hoàng Bảo Anh. 3. Bạn Diễm Hương. 4. Bạn Trọng Phúc Trần. 5. Bạn Thái Trần Nguyễn Hưng. Các bạn đặt giải vui lòng cung cấp họ và tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc và liên hệ Thư viện tỉnh Đồng Tháp qua các địa chỉ Facebook Thư viện tỉnh Đồng Tháp hoặc Tuấn Khanh, email tuấnkhanh@thuviendongthap.com, số điện thoại 0833 959 525 để nhận phần thưởng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau.